Tiêu da sâu của bạn. Chất béo và tinh bột cũng quan trọng với chế độ ăn uống của bạn. Tinh bột cung cấp năng lượng cần thiết để tập luyện. Hãy ăn bánh mì nguyên hạt, ngũ cốc, gạo, hạt quinoa, nhớm, khoai lang và trái cây để duy trì tinh bột ở mức lành mạnh. Hãy nhớ rằng bạn chủ yếu cần tinh bột.